Vâng, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Bùi Nhưỡng sẽ hướng dẫn các bạn là nâng hạ tông nhạc của một bài hát. Đôi khi chúng ta kiếm được bản nhạc beat để chúng ta hát nhưng nó lại cao quá hoặc thấp quá, vậy ta có thể nâng cái tông nhạc lên hoặc là hạ cái tông nhạc đó xuống để phù hợp với giọng của mình. Để làm được cái điều này rất nhiều các cái phần mềm có thể làm được. Cái phần mềm mà được nhiều người sử dụng nhất để thu âm cũng như là cắt ghép chỉnh sửa những cái file âm thanh, file nhạc, đó chính là cái phần mềm Cubase 5. Món này tôi sẽ dẫn các bạn để cài đặt cái phần mềm này. Các bạn chỉ việc gõ Cubase 5 và các bạn cài đặt vào máy theo cách thông thường rất là đơn giản. Với cái phần mềm này bây giờ nó đến phiên bản 8, nhưng những cái phiên bản đó rất khó sử dụng hoặc là bản quyền cũng như là rất là đắt thôi nhỉ. Nhưng chúng ta dùng cái bản gọi là 5 thôi. Sau khi các bạn cài đặt xong cái phần mềm này thì để có được cái tính năng nâng hạ tông nhạc thì các bạn phải cài thêm một cái gói plugin nữa. Đó chính là cái bên là tôi để đâu mất rồi. Đây, các bạn gõ cái từ như thế này, Wavet thì chị Wave, dung lượng của nó là 317 MB. Thì các bạn cài đặt thêm cái gói này nữa. Thì cách cài đặt như sau, tôi sẽ dẫn các bạn cài đặt. Còn cái phần cài đặt cái phần mềm Cubaser 5 thì các bạn tự tự cài phải nhỉ. Giờ tôi hướng dẫn các bạn cài đặt phần mềm này. Ta nháy đúp. Chọn giết. Chọn đồng ý cài đặt. Ta để mặc định next. 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 Tất cả ta để mặc định hết phải nhỉ. Quá trình cài đặt đang diễn ra. Cái phần mềm phiên bản 5 nó sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Và nếu chúng ta cài các cái phiên bản cao thì thứ nhất là nặng, thứ hai là chúng ta cũng không dùng hết được các cái tính năng của nó. Dùng cho các cái bên chuyên chuyên về âm nhạc người ta mới có thể được sử dụng được nhỉ. Rồi, finish, kết thúc. Sau khi cài đặt xong, các bạn khởi động Cubaser 5 lên. Xin lỗi các bạn một chút vì cái lý do trục trặc ở đấy là khi mà tôi khởi động cái phần mềm Cubaser 5 lên thì cái phần mềm ghi hình nó lại không bắt được tiếng, nó lại bị lỗi, nên là tôi tạm thời ghi qua tem view của một cái máy tính khác phải nhỉ, nên là hơi bất tiện một tí. Tức là khi tôi khởi động cái Cubaser 5 lên thì nó lại lỗi cái phần mềm ghi hình, nên là hiện tại giờ tôi đang ghi tem view qua một cái máy tính khác. Thì sau khi cài đặt xong, ta khởi động Cubaser 5 lên. Đây là tôi đang khởi động trên một cái máy tính khác phải nhỉ. Sau khi khởi động lên, chúng ta chọn file mới đi. Chọn OK. Chọn nơi new. Sản phẩm đầu ra ta tạo, chọn desktop thì ta tạo một cái thư mục ở đây là kết quả đây, kết quả, rồi nhấn OK. Sau khi xong thì ta vào
Device, chọn plug in, ta vào cái mà tab thứ hai ở giữa là VST plug in này, chọn S, chọn đến cái thư mục mà chúng ta vừa cài đặt đó, hiện ta cài ở C đúng không nhỉ, vào cái Windows tôi là 32 bit 64 bit thì là tôi cài ở cái bản 32 phần 32 này. Tóm lại là ta lần đến cái thư mục mà chúng ta vừa cài đặt ấy. Chọn đến cái đây. Cái state B này. Chọn cái VST plugin này. Rồi, sẽ nhấn OK. Tiếp tục nhấn OK. Bây giờ ta chọn vào update. Thì các bạn để ý trên đây nó có những cái plugin này, nó rất là ngắn như này đúng không nhỉ? Nó chỉ kéo thanh trượt này. Sau khi thành công thì cái thanh trượt này nó sẽ dài hơn. Ta chọn update. Ta phải chờ trong vòng khoảng 1 giây hay là xin lỗi các bạn, trong vòng khoảng 1 phút để nó tự động nó cài đặt update thêm cái gì đó, chúng ta không nên động vào nó nữa. Cứ để nó tự cài. Để sau khi cài xong thì ta sẽ tắt nó đi vậy nhỉ. Mà tôi đang chạy trên một cái máy laptop, cấu hình nó hơi yếu một tí nên là cái phần nó chạy hơi nâu nhỉ. Cái phần mềm Cubaser này rất được nhiều được đang được sử dụng rất là thịnh hành hiện nay, dùng để ghi âm, thu âm, chỉnh sửa hoặc là các cái bản nhạc. Mang tính rất là chuyên nghiệp, có thể ghi âm, cắt ghép nồng tiếng. Ví dụ chúng ta hát, chúng ta có thể ghi bài dùng nhạc beat, sau đó chúng ta hát và ghi âm luôn thành bản nhạc có lời. Cũng tương đối lâu đúng không nhỉ? Nó ấn khi chúng ta ấn vào thì nó đơ máy một tí đúng không nhỉ? Máy nó đang treo. Bởi vì cái bộ này nó khá nhiều plugin, không chỉ hỗ trợ tăng hạ bản nhạc mà còn nhiều các cái tính năng khác mà chúng ta không thể dùng hết được. Rồi OK, đấy chúng ta kích vào, bây giờ bạn thấy nó hiện lên cái chữ Wavet, tức là nó đã cài xong. Các bạn thấy cái thanh trượt bây giờ nó dài hơn đúng không nhỉ? Rồi OK, giờ ta đóng nó lại. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tạo một cái bản nhạc, một cái project đi, một cái file mới. Ta vào file, vào trong file, chọn new, sau đó chọn OK, chọn nơi new, kết quả nãy ta có rồi. Bây giờ ta chỉ việc import cái một cái bản nhạc nào đó vào. Ta chọn vào file này, vào file, sau đó vào import file audio. Đây ta chọn đến một cái bản nhạc nào đó, ở đây tôi để một cái bản nhạc đây tạm thời trên desktop, chọn OK, chọn tiếp OK để nó nót bản nhạc vào. Bản nhạc của chúng ta bây giờ đã được tôi kéo rộng này ra tí. Đấy.
nó thông thường rộng. Bây giờ để tôi tạm thời bật cái loa này một tí. Giờ ta ấn, bây giờ để nâng hạ tông nhạc ta sẽ vào như sau. Ta vào cái chữ E này nhỉ. Đấy, thì nó hiện lên một cái bảng mới, thì ta kích vào cái tab ở bên này nhá. Sau đó ta xuống cái cuối cùng này, cái cuối cùng wave gì đấy, nó sổ nó tiếp một cái bảng nữa, ta chọn tiếp vào cái sound này, cái sound, à cái, xin lỗi các bạn, đó là cái stare đâu, lâu quá rồi làm nó hơi nhầm quên đi, vào cái stare này đi, vào cái stereo này, lại sổ tiếp một cái bảng nữa, chúng ta nâng lên cái more plug in này, nó lại sổ tiếp một cái bảng nữa. Ta xuống cái đây sao sao đây, ta kích vào thì nó hiện lên một cái bảng. Bây giờ chúng ta muốn nâng thì chúng ta kéo cái thanh trượt này lên, chúng ta muốn hạ thì chúng ta kéo thanh trượt xuống. Ví dụ như ta muốn hạ, ta kéo xuống, kéo xuống, các bạn để ý ở cái ô bên này nó xuống -1 đấy, các bạn thấy là -1, tức là ta giảm đi nửa tông rồi đấy. Ta kéo tiếp, -2, tức là ta giảm đi một tông nhạc, đúng nhỉ? Cứ thế, tùy theo, nếu bạn giảm một tông nó hợp rồi thì thôi, nếu không chúng ta lại giảm tiếp xuống, hoặc là chúng ta tăng lên thì nó sẽ cộng, nhỉ? Tương tự -1 thì là nửa tông, -2 một tông. Rồi sau khi ok rồi chúng ta đóng nó lại rồi, và chúng ta tiếp tục đóng nó lại. Vấn đề bây giờ chúng ta xuất bản cái file của chúng ta ra, xuất bản cái file ra, để xuất bản hết ta nhấn, ta chọn P, nhấn vào cái file nhạc này, ta nhấn P đấy, nhấn vào phím P trên bàn phím để nó bôi đen hết cái bản nhạc này, đúng không nhỉ? Để nó bôi đen hết cái bản nhạc này từ đầu đến, sau khi xong rồi thì chúng ta xuất xuất bản cái file này ra, đúng nhỉ? Ta nghe thử nào. Đấy, là ta có thể chỉnh sửa cắt ghép đấy, cái việc này về cắt ghép cũng như là thu âm sau này tôi sẽ hướng dẫn sau, hướng dẫn để thu âm nồng thêm bài hát tiếng vào đây. Giờ ta xuất bản ra, ta cũng vào file, ta vào xuất export này. À, đúng nhỉ, giờ ta ấn lại đi, P đấy, ấn lại cho nó new lại cho nó, rồi vào lại nào, nốt đấy nó hơi, vào audio này, xuất này, vào audio hả nhỉ? Ừ, thì nó xuất hiện một cái bảng này, thì chỗ này ta đặt tên file là cái gì? Ví dụ như là ta ghi là hạ -2 -2 đúng rồi. Ta new dưới định dạng nào? 40 44
K3 chất lượng này, 44.100 kHz. Tóm lại là sau đó ta nhấn export này đúng nhỉ, ba hai bit phải nhỉ, rồi chỉ thế thôi. Ta nhấn export à, nó chưa 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 được, tức là ta chọn kiểu dạng ta chọn file WAV hay là file MP3 hay là file Windows Media, thì ta chọn mặc định là cái file WAV cho nó chất lượng cao đúng không nhỉ. Audio chắc này xem, tích vào đấy, tên file nơi new ở đây không phải, đúng rồi chúng ta nơi new ở đâu, chúng ta new ở desktop kết quả luôn đi, chọn hạ hai xây lại. Rồi ta nhấn export này. Đấy, ok. Cái quá trình render đang diễn ra phải nhỉ? Rồi ok, ta đóng nó lại, đóng nó lại. Ồ, xin lỗi các bạn, tôi đóng ngay cái tem build này phải nhỉ? Đóng ngay tem build này, giờ tôi mở lại nhỉ? Đóng nhầm cái tem build. Rồi ok, rồi. À, mình cứ quen tay ấn ngay cái nút trên này, tưởng là cái QVG5 nhưng mà ấn ngay của cái máy tính khác, nó ở dưới này cơ, đây mãi dưới này cơ đúng nhỉ? Xây lại đi, new lại cũng được, tạm một cái new ở đây cũng được. Cái này quá trình nó chạy hơi lâu, thì phiên bản 5 thôi mà nó cũng tương đối nặng đúng không nhỉ? Ta chờ một lúc nữa để cho nó đóng hẳn lại, bởi vì cái máy cấu hình của tôi, cái máy nó cũng hơi yếu một tí đúng không nhỉ, cái máy laptop mua từ năm 2008 nên nó hơi yếu một tí. Nên là đóng nó cũng rồi, ok đóng hẳn rồi. Bây giờ ta vào cái file kết quả, thì đây tôi vừa ghi hạ đây đúng nhỉ. Bây giờ chúng ta mở nhé. Đây là cái file chúng ta vừa hạ xuống 2 2 2, còn cái file gốc của chúng ta đây. Bạn thấy nó cao hơn đúng nhỉ? Còn đây là file ta vừa hạ 2 tông. Rồi, đơn giản thế thôi. Cuối cùng, chúc các bạn thành công. Ở bài sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn cắt ghép nhạc bằng phần mềm này hoặc là phần mềm này
một trong những phần mềm rất là thông dụng về cái đơn giản dễ dùng, cắt ghép chỉnh sửa các cái file âm thanh rất là tốt phải nhỉ. Rồi, một lần nữa chúc các bạn thành công.